của con. Mẹ cũng không có gì, mẹ tặng cho con bài thơ để làm kỷ niệm. Bài thơ này mẹ vô tình đọc được tâm sự của một người mẹ lúc con gái lên xe hoa. Đọc bài thơ, mẹ thấy có hình bóng mẹ trong đó, nên đã định lượng nó để thay cho lời mẹ muốn nói hôm nay. Và lời bài thơ cũng chính là tâm tình của mẹ. Biết rằng nụ phải thành hoa, quả rồi chín ngọt người ta ghim cành. Biết con vào chốn no lành, mà sao nước mắt viền quanh nụ cười. Có gì như thủa xa xôi, bờ vai suối tóc làn môi cánh thầy, gót son ngày bước theo chồng, cũng hoa trắng nước cũng nồng làn dương. Mừng con gặp cửa phúc hiền, mà sao lòng mẹ trao huyền gió xưa. Sống ra biển sóng vạn khờ, xin vòng tay của đôi bờ chớ buông. Con đi về phía yêu thương, mẹ ngồi lại với đoạn đường ngày qua. Đoạn đường vỡ hạt mưa xa, ngày trăng con khóc oa oa chào đời. Vừa đưa cánh bóng du hời, thoát thôi con đã thành người nhà ai. Lặng buồn mẹ nghĩ từ mai, tiếng con líu díu bên tai vắng rồi. Nấu cơm với một phần nồi, giọt mâm một bát, ghế ngồi vừa ta. Có đâu lúc mẹ về nhà, sau lời gọi cửa, con ra đỡ đần. Thôi thì hoa đúng độ xuân, mẹ mong hạnh phúc ngàn lần cho con.